Vào lúc 23 giờ 50 phút đêm qua trên địa bàn phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã xảy ra một vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại số nhà 37 ngách 29 xẹt 70, phố Khương Hạ. Ngôi nhà này là một chung cư mini cao 10 tầng, có diện tích khoảng trên 200 m2 với khoảng 150 người dân sinh sống. Chưa có thống kê chính xác nhưng khả năng thương vong từ vụ cháy là đặc biệt lớn. Thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ cháy, lãnh đạo thành phố, lực lượng công an thành phố, lãnh đạo quận Thanh Xuân đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường và thực hiện các phương án cứu chữa. Đến 5 giờ sáng nay, thống kê sơ bộ đã thực hiện cứu hộ thành công trên 70 người dân, đưa đi cấp cứu 54 người, trong đó có người đã tử vong. Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết đây là vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng. Các cơ quan của quận Thanh Xuân đang phối hợp chặt chẽ với công an thành phố và các lực lượng chức năng khẩn trương xử lý tại hiện trường, tiến hành hỗ trợ người bị nạn và các phương án khắc phục hậu quả vụ cháy. Đồng thời tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy. Ngay khi có những thông tin có liên quan về số người tử vong và nguyên nhân vụ cháy, các cơ quan chức năng của Hà Nội sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.